Hôm nay thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012. Tối nay tổ chức đại nhân hội. Ngoài trời mưa rất lớn. Tối nay, những cơn mưa kia có nhẹ nhàng ngưng hay không? Vẫn còn tùy thuộc vào phúc báu của chùa và quý Phật tử. Nhưng Phật tử vẫn mệt mài chuẩn bị những món đồ ăn tuyệt vời để cho quý Phật tử khi tới chùa có được những món đồ ăn thật là ấm bụng trong buổi văn nghệ góc gạch xây chùa tối nay.